là người Việt chúng ta sống ở Mỹ hay còn gọi là người Mỹ gốc Việt và thậm chí là người Việt ở quê nhà, chưa ai đã từng có thể có những giả định mà ngày nay người ta công khai giả định trên báo chí. Những điều mà tưởng chừng con người không thể nào hình dung được thì nay người ta lại đặt một vấn đề hiển nhiên tại sao trong cuộc sống lại có thể diễn ra những điều mà người ta nghĩ đến như thế. Họ giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất một loài thông minh khác sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế làm chủ trái đất, đó là loài nào họ đặt một câu hỏi như vậy. Trong chia sẻ của họ, người ta nói có thể tìm về lịch sử nhưng lại khó biết được tương lai, cụ thể là đến nay khoa học không thể khẳng định liệu có sự kiện nào xảy ra đe dọa sự tồn vong của loài người như đối với loài khủng long hay không. Con người ngày nay đứng trước dịch bệnh và biết bao nhiêu biến cố đang và sẽ diễn ra mà ngoài sức tưởng tượng của con người nói chi đến khả năng của con người có thể chống chọi được. Trong giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất, một loài thông minh sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế. Chiếm lĩnh làm chủ trái đất với công nghệ giải trình tự gen hiện đại và sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa, các nhà khoa học đã đưa ra các dự đoán có thể xảy ra. Đó là đầu óc tưởng tượng của con người và sự tự mãn kiêu ngạo của con người hay chăng? nhìn vào lịch sử của các nhà khoa học lỗi lạc như nhà bác học ambe các nhà khoa học đều tin rằng thượng đế tạo ra quy luật của vũ trụ và thượng đế làm chủ vũ trụ này còn theo nghiên cứu từ đại học manchester một đặc điểm giúp cho con người tiến hóa trở nên thông minh và suy luận là bàn tay khéo léo để hoàn thành vai trò sinh thái tương tự như con người loài thay thế sẽ cần phải phát triển một năng lực tương tự để thao tác các vật thể. Nói cách khác, loài đó cũng phải có bàn tay và các ngón linh hoạt như con người. Chỉ cần nói tới đây thôi là mỗi người chúng ta có thể nhận định rằng chưa có loài nào có sự khéo léo như con người và có một bộ óc siêu phàm được ông trời ban tặng cho như vậy. Dù con người có chế tạo ra robot này, robot kia thì vẫn cần sự hoàn thiện dần và bắt trước tất cả cái có sẵn và nguồn gốc đó chính là khởi đi từ con người. Mọi sự linh hoạt, mọi sự vô cùng tuyệt vời trong hệ thống gen của con người. Con người đang ngồi đó, họ phát triển và họ cho rằng khoa học phát triển vượt bậc và sẽ không còn ngưỡng nào để mà có thể kìm hãm họ, họ sẽ còn phát triển đến mãi mãi. Đó là một giả định vô cùng điên rồ bởi lẽ chúng ta thấy lịch sử đã ghi lại đã có một thời kỳ về chiếc tàu noe con tàu noe đã được khai quật và đã được phát hiện ở mảnh đất thổ nhĩ kỳ vào đó là sự thật mà lịch sử trong kinh thánh đã kể lại cho mỗi người chúng ta nhân loại đã qua bao nhiêu thời kỳ có rồi lại mất để rồi con người cũng phải trả giá bằng những cái mà mình tự mãn và kiêu căng bởi chính họ cũng không thể nào sống nổi khi thiếu một ngày oxy Theo Reuters cho hay, vừa qua Bộ Ngoại giao của Mỹ thông báo tới giới chức lãnh đạo, lãnh sự cho phép miễn phỏng vấn trực tiếp đối với visa hiện H1B và các đơn ghi danh visa không định cư khác cho đến năm 2022. Quyết định này sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi kết quả visa. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, đại dịch khiến khả năng giải quyết hồ sơ visa bị giảm sút vì du lịch toàn cầu đang dần hồi phục. Chúng tôi thực hiện những biện pháp tạm thời này để giảm thời gian chờ visa và đồng thời vẫn duy trì được an ninh quốc gia. Cụ thể có khoảng 10 loại visa được tạm thời miễn phỏng vấn trực tiếp, bao gồm visa dành cho những người lao động ngoại quốc có chuyên môn tới Mỹ làm việc, visa cho sinh viên, lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp tạm thời, sinh viên trao đổi, lực sĩ, nghệ sĩ và người nổi tiếng đến để biểu diễn ngắn hạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ kéo dài vô thời hạn việc cho phép miễn phỏng vấn với những đơn xin gia hạn visa cùng loại trong vòng 48 tháng kể từ ngày visa hết hạn trước đó. Hồi tháng 3 năm 2022, Bộ Ngoại giao của Mỹ tạm ngừng tất cả dịch vụ visa thông thường ở hầu hết các quốc gia trên thế giới vì đại dịch. Mặc dù sau này các dịch vụ được phục hồi, tuy nhiên khả năng còn hạn chế và họ phải xét theo thứ tự ưu tiên. Việc này khiến cho số lượng ghi danh visa tồn động rất lớn và nhiều người phải chờ đợi rất lâu. Chúng ta thấy suốt 2 năm vừa qua nhiều diễn biến không ngờ liên quan đến vấn đề dịch bệnh. Nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta cũng như là cả ở hải ngoại và trong nước đều rất bất sang vàng nhiều người nhiều khi phải tay trắng bởi vì vấn đề kinh doanh những doanh nghiệp phá sản đã làm hợp ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta và tỷ lệ lạm phát tăng cao cũng là những yếu tố tác động trực tiếp nhiều nhà đầu tư và tiền ảo cũng đông vào cảnh khốn đốn không ngờ nếu như không có sự chuẩn bị hoặc là sự thay đổi nào hoặc là tầm nhìn nào cho năm tới thì chắc hẳn rằng nhiều người sẽ không thể nào say sở kịp nữa. Theo như nhà phân tích Plan B đang nói rằng Bitcoin sẽ trải qua một thị trường gấu nghiêm trọng bất chấp những tuyên bố ngược lại của các chuyên gia khác. Trong một cuộc phỏng vấn mới trên kênh YouTube Family Office về kinh doanh và đầu tư, Plan B đã nhấn mạnh một vài tín hiệu cho biết rằng Bitcoin cuối cùng sẽ dấn thân vào Dow thảm khốc. Trước hết tôi là một trong số ít người thực sự nghĩ rằng sẽ có một đợt downtrend tiếp theo. với sự sụp đổ như chúng ta đã thấy ở những chu kỳ trước đây. Hiện tại rất nhiều người đang nói rằng chúng ta đã hoàn thành chu kỳ 4 năm và sẽ không có kiểu biến động downtrend giảm sâu như vậy nữa. Tôi nghĩ chúng ta vẫn có những thị trường gấu nó, bạn có thể thấy nó trong giá quyền chọn. Nó có giá biến động 100%. Vài tháng trước trong khi Trung Quốc từ bỏ khai thác Bitcoin, tiền điện tử đã giảm 50% trở lên. Vì vậy, điều đó cho tôi biết rằng giảm 80% khi Dow vẫn có thể xảy ra. Plan B nói rằng Dow tiếp theo có khả năng xảy ra sau khi Bitcoin đạt được mục tiêu giá của mô hình S2F hay là S2FX. Plan B cho biết tôi nghĩ rằng tiền điện tử sẽ phải tăng lên một chút, ít nhất là để đạt các mục tiêu của mô hình S2F là 100.000 đô và 288.000 đô. Nhưng sau đó tiền điện tử sẽ giảm 80% một lần nữa. Lòng tham và nỗi sợ hãi ở các nhà đầu tư sẽ không thay đổi. Sẽ có FOMO. Nếu BTC đạt mức là 100.000 đô trong vài tháng tới kể từ bây giờ, mọi người sẽ FOMO. Và BTC sẽ tăng lên rồi sau đó một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra, một lệnh cấm khác của Trung Quốc hoặc của Ấn Độ chẳng hạn hoặc một thứ gì đó mọi người lại sợ hãi vì vậy tôi đoán rằng nỗi sợ hãi và lòng tham sẽ không bao giờ biến mất trong thị trường này và kể cả những thị trường khác nữa ví dụ như là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng